phải mất 10 năm để đến thời điểm hiện tại. Với tôi, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra với Manchester United trong mùa bóng tới. Man United có thể giành được mọi thứ hoặc không có gì, nhưng chúng ta đã thấy được sự tiến bộ. Mọi tình huống đều được Erik ten Hag giải quyết hợp lý, giống như những gì mà một huấn luyện viên tài giỏi nên làm, giống như Sir Alex Ferguson ngày trước. Tôi có thể ngồi đây và nghĩ, ồ, chúng ta đang tìm đúng người. Lời nhận định trên được người gác đền huyền thoại Man United, Peter Schmeichel thốt lên sau một mùa giải có phần khởi sắc của đoàn quân Erik ten Hag. Peter Schmeichel là nhân chứng sống của thời đại Sir Alex đầy ắp những vinh quang, và đến bây giờ, huyền thoại người Đan Mạch như lại đắm chìm vào những cảm giác mỹ miều xưa cũ thông qua cái cách Erik ten Hag vực dậy Manchester United. Cứ mỗi lần Man United chiến thắng, cầu trường sân Old Trafford lại như rực lửa, bùng cháy dữ dội, máy quay ngay lập tức hướng đến khu khán đài VIP. Tại đây, Sir Alex đứng dậy ăn mừng đầy phấn khích, ngài mái sấy tóc nở nụ cười và không ngừng tặng cho các cầu thủ MU những tràng pháo tay. Có rất nhiều niềm vui được nhìn thấy đằng sau nụ cười của Sir Alex, một phần là vì màn trình diễn của Quỷ Đỏ, và một phần là vì sau gần 10 năm trời ròng rã, thì cuối cùng ông cũng có thể an tâm về một người cầm cân nảy mực đã chứng minh được khả năng dẫn dắt Man United đi vào đúng quỹ đạo chiến thắng. Và đó chỉ có thể là Erik ten Hag, không ngoa khi nói rằng, nhà hát của những giấc mơ đang chứng kiến một phiên bản khác của Sir Alex Ferguson vĩ đại trong hình hài một người Hà Lan bay mang tên Erik ten Hag. Cách trận đấu giữa Manchester United và Barcelona tại lượt về Europa League một hôm, các ống kính máy quay đã không khó khăn khi chụp được hình ảnh vị cha già Sir Alex Ferguson gặp gỡ thuyền trưởng MU Erik ten Hag trong một góc quán ăn nhỏ tại thành phố Manchester, nơi mà ông đã dành gần 3 thập kỷ cống hiến toàn bộ tâm huyết cho màu áo đỏ. Sir Alex khi đó cảm thấy rất vui, và ông muốn gặp ten Hag càng sớm càng tốt để trò chuyện cũng như trao đổi mọi thứ về Manchester United. Người ta cũng chẳng thể nào biết được nội dung của cuộc trò chuyện đó, có thể là hai người bàn về những trận đấu quyết định sắp tới, hoặc cũng có thể là tương lai của cả đội bóng. Nhưng chung quy lại thì điều tốt đẹp đã đến với MU, nhất là khi nó đến theo cái cách mà Sir Alex Ferguson đã từng. Nhiều người đã nói về những bản hợp đồng thành công mùa này của Man United như Casemiro, Lisandro Martinez hay là Christian Eriksen, nhưng chính Erik ten Hag mới là thương vụ đại thành công. Một cá nhân kiệt xuất đã thay vào màu áo mới cho Quỷ Đỏ từ trong ra ngoài. Những ngày cổ động viên MU nhìn đội nhà thất bại trên sân cỏ, thở dài theo dõi các thông tin lật tẩy thâm cung bí sử trong phòng thay đồ, giờ đã là chuyện của ngày hôm qua. Cách đây đúng một năm, Man United hòa một đều trước Atletico Madrid tại Champions League. Nếu ai không nhớ thì cũng chỉ hơn 2 tuần sau, Atletico Madrid đã loại Quỷ Đỏ khỏi đấu trường danh giá nhất lục địa già, đẩy đội bóng áo đỏ vào một cuộc khủng hoảng không lối ra, khủng hoảng thượng tầng, khủng hoảng lối chơi, khủng hoảng thành tích, và khiến cho tất cả các cổ động viên của họ phải tự vấn rằng vì sao mình vẫn còn ở đây và vẫn phải thưởng thức những màn trình diễn bế tắc của đội bóng này thêm nữa. Nếu có cỗ máy thời gian hiện diện tại sân Old Trafford để kể từ dấu mốc trận đấu thất vọng kia, chắc hẳn các cổ động viên của MU sẽ không thể tin vào mắt mình. Vẫn đó là Fred, Jadon Sancho, Bruno Fernandes và Rafael Varane ở trên sân, nhưng lối đá của Quỷ Đỏ đã trở nên biến hóa và xuất sắc hơn nhiều. Man United đã không đánh bại đối thủ bằng sự chất lượng nơi cá nhân từng cầu thủ, mà họ vượt qua đối thủ bằng cách vượt qua chính bản thân mình, những cầu thủ dị biệt và dạng hạng hai tốn bóng. Cách hiệu triệu này của Erik ten Hag rất giống tầm ảnh hưởng khi xưa của Sir Alex Ferguson. Từng có thời điểm trong tay ngài mái sấy tóc là những nhân tố không được đánh giá cao, nhưng rồi với tài cầm quân xuất sắc của chiến lược gia người Scotland, Man United vẫn đi đúng hướng đến các danh hiệu tầm cỡ. Hãy ngưng sự tận hưởng lại và so sánh một chút để thấy quãng đường mà Erik ten Hag đã đi thực sự dài như thế nào. Nói không quá thì quãng đường đó còn dài hơn cả quãng đường mà cả 8 đời huấn luyện viên trước đó, tính cả tạm quyền, đã đi qua. Một năm trước tại Old Trafford, họ có một phòng thay đồ thực sự thảm họa. Khủng hoảng quyền lực trong phòng thay đồ xuất hiện khi họ có một đội trưởng yếu đuối và không đủ chuyên môn để dẫn dắt các đồng đội. Đội hình một của Man United lúc đó có sự xuất hiện của Jesse Lingard và cả Paul Pogba, những cầu thủ mà không dành lấy một nửa giây đắn đo để lên podcast nói xấu câu lạc bộ, nói xấu các cựu huấn luyện viên và luôn đóng vai nạn nhân để tuồn tin tức nội bộ ra bên ngoài. Họ gây áp lực với ban lãnh đạo để ký hợp đồng mới, để được tăng lương, để được hưởng thụ mà chỉ cần những đóng góp tối thiểu trên sân bóng. Không đam mê, không trách nhiệm, tất cả chỉ là việc phải làm để có tiền và vẫn theo đuổi cuộc sống cá nhân bê bối, trác táng. Họ có Cristiano Ronaldo luôn làm hết mình trên sân cỏ, nhưng thực sự khó lường ở ngoài đời. Dù anh là cầu thủ huyền thoại cần gánh vác mọi trách nhiệm của câu lạc bộ trên vai, nhưng lại cực kỳ đòi hỏi và tham vọng. Ronaldo đã thách thức quyền lực của ban lãnh đạo, huấn luyện viên trưởng và cả đồng đội trong suốt nửa sau của mùa giải, và thực sự đi đến quyết định mà như chúng ta đã biết vào tháng 11 năm ngoái. Khủng hoảng thành tích tiếp tục kéo dài khi mà câu lạc bộ không có lấy bất kỳ một mục tiêu nào để phấn đấu, khi thậm chí mùa giải còn chưa kịp đi hết 2/3 quãng đường.
sự sa sút không phanh của các trụ cột, phong độ yếu kém của các cầu thủ hàng đầu kết hợp với năng lực bình thường tầm trung của các vị huấn luyện viên tạm quyền tiếp tục khiến Manchester United đau đầu tìm lời giải đối với bài toán danh hiệu. Man United không biết làm thế nào để đi sâu vào các giải đấu cúp và cũng chẳng biết làm sao để tránh các bàn thua khi gặp những đội bóng lớn tại giải quốc nội. Cứ thế đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer và Ralf Rangnick liên tục phải nhận hết thất bại này đến thất bại khác, để rồi trắng tay trên mọi mặt trận và kết thúc mùa giải ở vị trí dự Europa League, chính thức thất bại trong tất cả các mục tiêu mà trước đó họ đề ra. Ở thượng tầng, Man United phải thay đổi cấu trúc lãnh đạo dẫn đến sự ra đi của phó chủ tịch Ed Woodward và sự thành lập của một loạt vị trí chuyên môn. Các cựu cầu thủ, cựu giám đốc học viện thay nhau ngồi vào những chiếc ghế mới được bổ nhiệm và tạo thành một cấu trúc hỗn loạn. Nhân sự cao cấp thì quá nhiều nhưng không ai thực sự phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ. Richard Arnold ngồi vào vị trí mà Woodward để lại và bắt buộc công cuộc cải tổ một phần của mình trước khi tìm kiếm và liên hệ thành công huấn luyện viên Erik ten Hag. Không thể phủ nhận rằng nhà cầm quân người Hà Lan không có nhiều nhân sự chất lượng cao với lực lượng hiện tại. Tuy nhiên ông đã cho thấy khả năng ứng biến để bố trí phương án hiệu quả theo tình thế. Lối chơi tấn công tổng lực của chiến lược gia người Hà Lan khiến cho các đội bóng đối đầu với Man United phải choáng ngợp bởi sự biến tấu không ngừng và mức độ kỷ luật cực kỳ cao. Một phong cách chơi bóng cảm giác như vinh quang dường như đã trở lại bằng tài phép của Erik ten Hag. Theo BT Sport, Bruno Fernandes đã có cuộc phỏng vấn từ Rio Ferdinand. Cầu thủ người Bồ Đào Nha nói về chiến lược gia Erik ten Hag như sau: "Huấn luyện viên là kiểu người luôn đòi hỏi liên tục ở cầu thủ. Đơn giản là bạn làm điều đó hoặc bạn bị loại. Erik ten Hag đã làm điều đó với Cristiano Ronaldo, ông đã làm điều đó với Jadon Sancho và cuối cùng đã làm điều tương tự với Rashford." Chàng trai người Bồ Đào Nha phân tích cảm giác làm việc với Erik ten Hag về yêu cầu của chiến lược gia người Hà Lan và những gì ten Hag mong đợi ở các cầu thủ của mình tại Manchester United. Dù đầu mùa khởi đầu không có kết quả tốt bằng 2 trận thua, nhưng hiện tại Man United đã cán đích ở vị trí thứ 3 và có cho mình một danh hiệu là Carabao Cup. Rõ ràng chiến lược gia 53 tuổi đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt cũng như thái độ thi đấu của các cầu thủ MU, mong rằng thầy trò ten Hag sẽ có thành tích tốt cũng như nuôi hy vọng đạt danh hiệu ở mùa giải tiếp theo. Thuyết quân luận được củng cố, tác phong cũng như phong độ của các cầu thủ cũng được cải thiện. Dù cho Rashford là họng súng thượng hạng, thì việc tiền đạo 25 tuổi đi chế bất kỳ lúc nào đều sẽ bị kỷ luật ngay lập tức. Câu chuyện ten Hag trừng phạt Ronaldo và gián tiếp đẩy tiền đạo người Bồ Đào Nha rời Old Trafford đã làm chúng ta gợi nhớ đến hình ảnh của Sir Alex năm xưa với David Beckham và chiếc giày bay. Tuy nhiên, sự cố đó đã biến tiền vệ người Anh trở thành một biểu tượng toàn cầu. Còn với vị cha giả thành Manchester, biệt danh máy sấy tóc của ông cũng khiến những ngôi sao tại MU phải e sợ. Vì nếu không tuân theo quy định, hậu quả mà cầu thủ ấy phải gánh chịu từ Sir Alex là không thể đo lường. Giờ đây, một Sir Alex 2.0 đang hiện diện tại sân Old Trafford. Không ai được phép lớn hơn câu lạc bộ. Erik ten Hag đã uốn nắn các cầu thủ MU như thế. Từ ngày chiến lược gia người Hà Lan đến với Man United, các Manusian cũng có thể thấy được sự nề nếp đã từng rất lâu rồi không có chỗ trong tiềm thức của mỗi cầu thủ. Luật lệ của thầy ten Hag không quá khắt khe, nhưng chỉ cần vi phạm, bất kỳ ai cũng có thể bị trừng phạt thích đáng. Cứ như vậy, MU đã được rèn vào khuôn khổ và kết quả trên sân là câu trả lời rõ ràng nhất. Những màn thể hiện gần đây là một lời khẳng định và làm nổi bật chất lượng mà đội bóng của Erik ten Hag đang có, một bộ khung mà thầy 10 sẽ tin tưởng để cùng ông đi xây dựng triều đại mới của mình. Người được chọn đã đến và ông đang giúp MU cải thiện từng ngày, bình minh vẫn còn chờ quỷ đỏ ở phía trước. Với Erik ten Hag đồng hành, hãy cứ mơ và đừng dừng lại, tiến lên, Manchester United.